sua nguy cơ bị mất đai nếu không giải quyết nhanh Kubat Pulev và Oleksandr Usyk. Vừa giành lại bốn đai quyền anh chưa lâu, Anthony Joshua cho biết khả năng cao anh sẽ phải trả lại đai WBO hoặc IBF. Sau chiến thắng trước Andy Ruiz vào đầu tháng này, Anthony Joshua đã giành lại bốn chiếc đai vô địch hạng nặng là WBA, WBO, IBF và IBO. Tuy nhiên nhà vô địch người Anh sẽ không thể ăn mừng quá lâu. Vì liên đoàn IBF và WBO đã cùng lúc yêu cầu Joshua phải bảo vệ đai trước ứng cử viên hàng đầu của họ vào tháng 6 tới. Kubat Pulev chính là ứng viên hàng đầu của IBF, còn WBO chọn Oleksandr Usyk làm đối thủ của Joshua. Theo ông bầu của Joshua, ông Eddie Hearn có khả năng Joshua sẽ chọn so tài với Kubat Pulev. Dù phải đối mặt với khả năng mất đi chiếc đai mà anh cố gắng hết sức để đạt được, Anthony Joshua khẳng định anh sẽ sớm lấy lại những chiếc đai bị mất. Chia sẻ với Skypod, Joshua cho biết, Tôi không hề muốn điều này xảy ra, vì việc thu thập những chiếc đai này rất khó, việc bảo vệ những chiếc đai này nhiều năm liên tục là điều không hề dễ dàng. Vì thế việc phải trả lại đai, vì những chính sách trong quyền Anh là điều khá phiền toái, nhưng đây không phải là điều mà tôi có thể kiểm soát. Nếu tôi phải mất một đai, chắc chắn tôi sẽ lấy lại được. Sau khi Joshua chiến thắng Kubat-Pulep, người mộ quyền Anh chắc chắn sẽ mong anh so tài với chủ nhân của chiếc đai WBC. Chủ nhân của chiếc đai này sẽ là Tyson Fury hoặc Dan Wilder sau khi trận đấu vào ngày 22 tháng 2 diễn ra. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua tuyên bố là phiên bản hoàn chỉnh của Mike Tyson, Leonard Lewis, Larry Holmes. Dù vừa trở lại ngôi vương theo phong cách thi đấu khá tiêu cực, Anthony Joshua lại tự tin tuyên bố anh có thể thi đấu giống những thần tượng hạng nặng, những võ sĩ có lối đánh gây áp lực tiêu biểu. Trong trận tái đấu lịch sử trước Andy Ruiz, Anthony Joshua đã xuất sắc giành lại được ngôi vương hạng nặng. Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra không giống như những gì kỳ vọng. Anthony Joshua chọn lối thi đấu quá an toàn và luôn chạy vòng quanh suốt 12 hiệp đấu. Chính chiến thuật ăn chắc này đã khiến danh tiếng của Joshua ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mới đây Anthony Joshua đã cho biết anh và các huấn luyện viên đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu, thậm chí theo lời của Joshua, cả đội ngũ của nhà vô địch có thể chuyển chiến thuật thi đấu của Joshua sang các lối đánh như Mike Tyson, Leonard Lewis hay Larry Holmes nếu như cần. Nếu như họ cần tôi chuyển sang chơi đôi công như Ricky Bauer, Leonard Lewis, Larry Holm, Mike Tyson, Floyd Patterson, Sonny Liston hay bất cứ ai mà họ muốn, tôi có thể làm được vì tôi là một học trò giỏi. Chiến thắng trước Andy Ruiz đã làm Anthony Joshua quay trở lại cuộc đua thống nhất hạng nặng trước nhà vô địch WBC Dan Tywelder. Bên cạnh đó, những cái tên như Kubat Pulev, Oleksandr Usyk và Dylan White cũng được đặt lên bàn cân. Cùng với đó, một trận đấu thuần Anh giữa Fury và Joshua cũng là thứ được quan tâm. Tuy nhiên mới đây, Tyson Fury cho biết hợp đồng của anh chỉ còn 3 trận đấu nữa với ESPN Mỹ. Theo Fury, hai trong ba trận đấu đó là đấu với Dan Wilder và một tay đấm Mỹ chưa được lên kế hoạch. Fury cũng tạm bỏ qua trận siêu đấu với Anthony Joshua và tuyên bố rằng tôi chỉ tập trung vào một trận đấu trong một thời điểm mà thôi. Còn ở Wilder, anh là mảnh ghép cuối cùng để Anthony Joshua trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng. Nếu thật sự có chiếc cầm cứng như Boer cùng với khả năng thi đấu thông minh như Lewis và lùi đánh áp lực như Maytasen, rõ ràng Welder sẽ không bao giờ là đối thủ của Anthony Joshua. Mọi việc hiện tại vẫn còn phải chờ. Liệu điều Joshua tuyên bố có phải là sự thật hay anh vẫn chỉ là một Kilisco da đen, thi đấu tốt, chiến thuật thông minh, mỗi tội cầm giấy? Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua nói gì sau khi hạ Andy Ruiz đòi lại bốn đai quyền anh hạng nặng danh giá? Anthony Joshua đã đánh bại Andy Ruiz trong chiến thắng quyết định nhất tại Ả Rập Xê Út để giành lại các danh hiệu vô địch thế giới hạng nặng mà anh đã để lọt vào tay võ sĩ người Mỹ gốc Mexico khi bất ngờ để thua hồi tháng 6 vừa qua. Trận đấu được mệnh danh là Clash of the chính là cơ hội không thể tốt hơn để Anthony Joshua đòi lại các danh hiệu IBF, WBA, WBO và IBO và Joshua đã không mắc phải bất cứ một sai lầm nào như trong trận đấu đầu tiên cả hai tay đấm chạm trán. Qua đó xuất sắc vượt qua Ruiz với điểm số 118-110, 118-110 và 119-109 từ các giám khảo. "Đây là đêm của anh ấy. Ruiz nói khi chiều đại 6 tháng của anh kết thúc tại đấu trường 15.000 chỗ ngồi ở ngoại ô của Riras. Andy Ruiz chính là người đã chặn đứng mạch bất bại của võ sĩ người Anh trước đó ở hiệp đấu thứ 7 tại Madison Square Garden. Nhưng người đàn ông mang đôi găng tay và quần short đã không thể lặp lại chiến tích ấy thêm một lần nữa. Cả hai võ sĩ đều dính phải những vết thương nhỏ trên trán từ sớm sau khi trận đấu diễn ra và hiệp đấu thứ hai diễn ra với một Ruiz đã lên máu và thường xuyên bị trọng tài nhắc nhở vì những cú đánh không hợp lệ. Hiệp đấu thứ 8 đã xảy ra với diễn biến đầy hé hẹn với Joshua. Võ sĩ người Anh đã có lúc cho thấy sự choáng ngợp trước đối thủ, nhưng anh vẫn dễ dàng giành lại thế trận. Hiệp 11 cho thấy một sự bùng nổ mạnh mẽ từ Anthony Joshua khi những footwork của anh trở nên thanh thoát và linh hoạt hơn hẳn. Kết hợp với việc tận dụng lợi thế chiều cao của mình để áp đảo Ruiz, The Destroyer biết rằng anh cần phải hạ đo ván Anthony Joshua càng sớm càng tốt, thế nhưng cơ hội để anh thực hiện điều đó lại chưa bao giờ đến. Joshua với thành tích 23 trận thắng và có một trận thua cho đến lúc này đã mô tả trận thua vào tháng 6 vừa qua trước một đối thủ có vẻ ngoài mũm mĩm, không khác gì một bước lùi nhỏ trong sự nghiệp của mình. Với chiến thắng trước Ruiz trong trận tái đấu và đường đường chính chính giành lại những danh hiệu của mình, rõ ràng Anthony Joshua đã vượt qua được những áp lực từ thất bại trước đó. Trận đấu diễn ra rất tuyệt, nhưng tôi đã phải thượng đài đến hai lần. Anh ấy nói trước những khán giả có mặt tại Ả Rập Xê trong chiến thắng đêm qua của anh. Tôi đã từng đánh gục mọi người, nhưng lần trước tôi đã nhận ra, chờ một chút, tôi đã bị gã đàn ông kia đánh bại. Tôi đã đưa người đàn ông đấy các danh hiệu của mình, tôi tự nhủ rằng mình sẽ quay lại và khắc phục các sai lầm trước đó. Được biết một trận thua nữa trước Ruiz sẽ khiến sự nghiệp của nhà vô địch hạng siêu nặng Olympic 2012 đi đến hồi kết. Theo những gì mà anh đã tiết lộ trước đó, nhưng anh đã mang về một chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Daniel Dubois hạ gục lão tướng Nhật Bản so sánh trình độ Anthony Joshua Tyson Fury khi đấu tập. Daniel Dubois đang là võ sĩ trẻ có chuyển vọng nhất làng quyền anh hiện nay võ sĩ 22 tuổi hiện đang có thành tích 14 chiến thắng với 13 trận knock out và đã kết thúc năm 2019 bằng chiến thắng knock out trước Kiyotaro Fujimoto vào thứ bảy. Trong khi võ sĩ 22 tuổi vẫn chưa thể hiện được nhiều ở những trận đánh lớn, nhưng danh tiếng của anh ta đã vươn xa với hàng loạt chiến thắng knock out. Sau trận đấu với Fujimoto, top Sport đã hỏi chàng trai trẻ về những trải nghiệm của anh khi đối mặt với những người giỏi nhất của quyền Anh và anh ta đã học được những gì sau khi đấu tập với Tyson Fury, Alexander Povetkin hay Anthony Joshua. Dubuis so sánh với Tyson Fury. Để hạ anh ta, bạn cần đấm trúng mặt. Đó là một trải nghiệm thú vị khi tôi khoảng 19 tuổi. Thời điểm đó là trước khi tôi ra mắt, nên đã có đợt tập huấn với Tyson Fury và Hagia Fury và rất nhiều trải nghiệm tốt sau đợt tập huấn đó. Đó là những trận đấu thú vị giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm. Alexander Povetskine. Tới Nga và đấu với Alexander Povetskine thì khác, một nơi thú vị với những võ sĩ hàng đầu, họ chăm sóc chúng tôi rất tốt, lòng hiếu khách và đem cho chúng tôi không ít kinh nghiệm ngoài đó. Tôi đã rất trân trọng những ngày tháng đầu với Povetskine. Bây giờ tất cả kinh nghiệm đối đầu với Povetskine đã có trong bộ nhớ của tôi, tôi phải sử dụng nó thật tốt. Joe Joyce Dubis nói, tôi và Joe có một số trận đấu khó khăn và đó là hành động qua lại tốt đẹp tôi rất thích cãi nhau với joe và hy vọng một ngày nào đó tôi và joe sẽ bước lên sàn đấu philip hergovich dubis nói anh ấy có kinh nghiệm tốt anh ấy thực sự đã mang lại những trải nghiệm tuyệt vời tôi sẽ nói như vậy anh ấy bước lên sàn đấu và đấu tập mỗi ngày anh ấy rất chăm chỉ tôi trở lại vào ngày hôm sau và có trận đấu tập với anh ta đó là một buổi sparring tuyệt vời Anthony Joshua. Có tin đồn Daniel Dubois đã đưa Joshua vào một trận đấu khó khăn. Dubois nói, chúng tôi đã có những trận đấu tập tuyệt vời, tại phòng tập có chất lượng rất tốt. Tôi đã làm tốt trong buổi tập hôm đó, tôi sẽ không nói về kết quả, anh ấy sẽ tự nói về bạn. Thực sự tôi đã làm rất tốt trước Joshua. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.